Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của điện tử Hoàng Nguyễn, địa chỉ tại chợ Sát Hải Phòng. Trong clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn hai con âm ly san sui. Dòng mặt gương có model là 607 lõi cha. Mình mới về được có hai con thôi, mấy hôm nữa thì sẽ về rất là nhiều âm ly. Mà bên mình là chủ yếu những cái dòng âm ly san sui như đầu 6, đầu 7, đầu 9. Các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để luôn cập nhật được những video mới nhất hàng ngày. Hai con âm ly 6 là 7 lõi cha. Con này hàng Nhật chạy điện 100V, dòng mặt gương. Hàng bao đẹp cho các bạn và bảo hành benzin. Con san sui này thì công suất của nó là 250W và nó đánh được rất nhiều dòng loa Nhật Mỹ. Chạy điện 100V. Có 3 đường vào CD, Nai và Tuner. Thì các bạn đã cắm đường nào thì các bạn là chuyển đường đó. Mình đang để đường CD. Có đánh cầu AB và AB cộng. Chức năng chỉnh bát chép lâu lốt, hoạt động tốt. Bây giờ sẽ quay ra phía đằng sau cho các bạn xem nhé. Đây là mình đang cắm đường CD này, đường line tuner này. Công suất là 250W, chạy điện là 100V. Cầu AB đây, các bạn đấu đúng như mình như này. Nó có cầu đỏ. Đỏ thì là đấu, mình đấu đúng âm dương thì nó sẽ ra tiếng bát tốt. Còn đấu ngược thì nó sẽ không ra được tiếng bát. Cầu AB thì đánh cho dòng loa từ 4 đến 16 ohm. Còn cầu AB, cầu B thì đánh cho dòng loa 8 ohm. Con thứ hai này, con này nó chạy 8 sò nhé. Hai vé mình